Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt. Đó là ngày sinh nhật của anh em Dương Vũ. Anh em Dương Vũ là một trong những cái fan rất là cứng ở trên kênh, đã xem kênh tôi từ rất lâu rồi. Nhân ngày sinh nhật của anh em thì xin chúc anh em có một cái ngày ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và tôi hy vọng là anh em sẽ vui hơn như thế nữa khi mà buổi tối anh em lên trên kênh và anh em xem được video clip này anh em nhé. Và đây, video clip này nó sẽ là cái món quà của kênh Game Today gửi tặng anh em Dương Vũ nhân cái ngày sinh nhật của anh em. Và cái video clip ngày hôm nay, tôi cũng sẽ gửi tặng anh em cái video clip làm cái con co, là con thi vệ thường ngày. Đấy, đúng theo cái mong muốn của anh em nhá. Và tôi cũng xin chia sẻ thật lòng với cả anh em luôn, là để làm được cái video ngày hôm nay ấy, tôi đã mất rất nhiều thời gian. Gần như là mất nguyên một ngày, một ngày để tìm ra cái đội hình mà kết hợp với cả cái con thị vệ nó mạnh nhất. Tôi đã thử rất nhiều cái lineup khác nhau. Tôi lấy ví dụ như 9 Assassin. Lúc đầu tôi nghĩ là 9 Assassin fake roll thị vệ lên 3 sao, sau đó dồn đồ cho thị vệ thì là mạnh nhất. Nhưng mà không phải. Đó. Mà thậm chí là nếu mà đánh Assassin fake ý, là cũng đã phải mất tới khoảng 3-4 trận rồi. Cái trận đầu tiên mình như là kiểu được top 3 thì gần như là làm được và tiếp tục chơi. Đấy. Đấy, tiếp tục chơi thì để dồn đồ cho thị vệ và chơi Assassin tiếp thì thậm chí là nó còn không được top 3 nữa. Tức là lên được 3 sao rồi đấy. Hyperon ở level 7. Đấy, đánh tiếp thêm trận nữa đi, trận thứ 3 đi. Nó lại được top 3. Đó. Có vẻ có gì đấy hơi sai sai. Thêm một trận nữa. Không ổn. Trận cuối cùng thì rơi vào đâu đấy khoảng top 5, top 6 gì đấy. Nói chung là tôi đã biết được là cái bộ Assassin fake nếu mà chơi cái con này làm con co thì có vẻ không ổn lắm. Đó. Vậy là chúng ta đã mất được 4 trận rồi, là nguyên một buổi sáng rồi. Tiếp theo buổi chiều. Buổi chiều thì chắc là có vẻ như chúng ta đã đi sai hướng. Đấy, nên là tôi quyết định là kết hợp với cả Greater xem sao. À, cái con này nó có thể sử dụng những cái món đồ đánh nhanh, những cái món đồ mà có thể là tăng cái sức khống chế của nó khi mà cái skill của nó là cái skill bị động và nó có khả năng khống chế. Thì bây giờ mình kết hợp với cả Greater đi, dồn cho nó khoảng 2-3 cái MOM đi để xem là tốc độ đánh nhanh thì liệu rằng là nó có khống chế nhiều. Kết hợp cùng với cả Greater nữa. Thì đấy nó cũng là một cái sai lầm của tôi khi mà tôi chơi Greater co là thị vệ thường ngày. Và thậm chí nó còn thảm hơn cả Assassin. Dã man. Thôi thì Greater thì cũng chỉ cố được 2 game, không ra gì thì thôi ok bỏ luôn. Vậy là cả hai đội hình gần như là khi mà chúng ta nghe nói thì có thể như là nó là mạnh nhất nhưng mà thực ra nó lại không phải. Tiếp theo tôi sẽ tường thuật cho anh em cái quá trình mà tôi tìm ra là cái đội hình mạnh nhất khi mà kết hợp với cả cái con này. Đấy, cái quá trình tiếp theo thì tôi nhận ra là cái bộ Assassin nó cũng khá là ok đấy. Đó. Và nếu mà chơi fake nhưng mà không thay bằng Assassin ấy, mà chúng ta cũng chơi fake, đấy cũng Hyper Roll level 7 nhưng mà chúng ta thay bằng việc là chơi Assassin thì chúng ta chơi Glacier đi. Glacier. Đấy, và đúng thật anh em ạ, nó là chân lý. Đấy, đúng là cái bộ Assassin ấy nó không bằng cái bộ Glacier. Đó, thì tôi đã thử rồi, tôi đã thử lại qua Glacier 2 trận, sau đó tôi lại đá lại qua Assassin một lần nữa để tôi khẳng định là cái bộ Glacier kết hợp với cái con này là mạnh hơn. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là cái đội hình cuối cùng. Đấy, còn tới 4 trận sau nữa. Sau đó 4 trận nữa thì cuối cùng tôi đã tìm ra. Đấy, và ở trong cái video clip này, nó là cái đội hình mạnh nhất khi mà kết hợp với cái con thị vệ anh em nhá. Đấy, và có thể là tôi sẽ còn tiếp tục ra cái đội hình này tiếp trong cái thời gian sắp tới. Không chỉ là ở sinh nhật của anh em Dương Vũ mà có thể tôi sẽ tiếp tục làm cái content này. Rất thú vị, đội hình rất hay. Đó, và tôi thấy là nó cũng khá là khỏe, chơi được.
với cả meta hiện tại, khi mà meta hiện tại có rất nhiều người chơi Witcher và chúng ta có thể chơi cái bộ này để đánh cái bộ Witcher rất ok anh em nhá. Cái đợt này thì test đội hình ấy, nó cũng khá là may mắn là không gặp bất cứ một anti fan nào cả. Nếu mà gặp anti fan ở trong cái giai đoạn mà tôi test cái đội hình này thì chắc là chửi nó sấp mặt luôn đấy anh em ạ. Rất nhiều những cái top thấp đấy, liếm trải rất nhiều những cái trái đắng để có thể ra được cái đội hình chuẩn. Ok. Trận này thì nói chung ấy là bởi vì là tôi biết cái đội hình chuẩn rồi ấy, và tôi cũng không muốn là quá đau đầu về cái việc xây đội hình, nên là tôi quyết định eco nha anh em nhá. Chúng ta sẽ eco và chúng ta sẽ chỉ cần mua những cái con ở trong cái đội hình đấy thôi là được. Tức là nếu mà chơi đến cái mức độ mà dễ như thế này thì có nghĩa là cái đội hình này nó cũng là một cái đội hình rất là dễ chơi nha anh em nhá. Dễ chơi. Đấy, và có thể chơi được eco lật kèo. Đó, rất là hay. Đấy, anh em nếu mà anh em không ngại, anh em có thể thử. Mặc dù là tôi cũng xin được khuyến cáo trước với các anh em mà xem kênh, đó chính là đây nó không phải là một cái đội hình meta nhá anh em nhá. Tuy nhiên anh em có thể sử dụng để có thể đấm meta được. Đó, tôi cũng không chắc là các anh em chơi anh em thấy nó ok không, nhưng mà bản thân tôi trải nghiệm thì thấy nó rất ok. Bởi vì đây là nó là một cái quá trình mà tôi đã trải qua rất nhiều các cái trận đấu rồi, chứ không phải là chỉ có một trận nhá anh em nhá. Rồi. Nó sẽ có hai cách chơi đấy. Cái cách chơi dễ dàng nó chính là eco, còn một cái cách chơi khác là anh em sẽ phải đánh qua một cái bộ khác. Đấy, thường thì tôi sẽ xây dựng qua cái bộ Clay trước, bởi vì Clay kết hợp Glacier rất dễ. Đó, sau đó thì anh em có thể lên được level 9 thôi là anh em có thể đủ phong đủ bộ rồi. Clay lên level 9 thì không có gì khó khăn. Đó, sau đây level 9 là anh em có thể là chuyển và anh em chơi đấm với cái bọn Witcher meta hiện tại là vô tư nha anh em nhé. Đó, và cái clip chơi chữ thắng hoặc là chơi cái kiểu bổ củi thì có thể là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái clip khác. Còn hôm nay nói thật với anh em là cũng quá mệt rồi, tìm ra được chân lý là phải coi như là làm video clip ngay, nếu không không kịp mất. Bởi vì tôi đã mất ngay cả cái ngày 26 để làm video clip và không làm được. Đó, thế nên là ngày hôm nay nó là sang ngày 27 là ngày sinh nhật anh em Dương Vũ rồi, thì thôi chốt nhanh một cái clip nhanh đã. Đấy, còn để mà đánh lắn lót, để mà gọi là phô diễn về kỹ thuật xây dựng đội hình thì có thể là chúng ta sẽ đến với cái clip, những cái clip sau nha anh em nhá. Hôm nay thì cứ làm tạm như này đã. Chỉ là tìm được cái chân lý là mình cứ lấy mình xây dựng thôi, chứ mình không có phải là quá là múa may làm gì cả anh em ạ. Ok, đấy, trận này là có Witcher này. Đấy, này thì Witcher nhá. Đó, lên game chúng ta sẽ gặp những cái lineup Witcher. Rất là ok. Rồi. Tôi sẽ eco đến round chắc là tôi nghĩ là sẽ là round 15 16 gì đấy thì chúng ta mới bắt đầu là bỏ bài vào anh em ạ. Bây giờ hiện tại ấy, cái những cái con eco này nó cũng rất hay. Đấy là khi anh em eco thì anh em có cái cơ hội là được cộng 6 máu. Đấy là một cái lượng máu khá là nhiều. Tranh thủ lúc đang eco này thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em là hiện tại đang có một cái giải đấu rất hay, quy tụ những pro player gọi là xuất sắc nhất thế giới. Giải đấu kỷ niệm 5 năm ngày phát hành cái game Auto Chess này. Đấy, ở trên trong game nha anh em nhá. Hiện tại là đã đến cái vòng bán kết rồi. Rất hấp dẫn, rất là gay cấn. Vào được đến vòng bán kết thì rất là đáng tiếc là không còn anh em nào ở Việt Nam nữa. Đó, rất đáng tiếc. Chỉ còn Indo, chỉ còn Trung Quốc là nhiều, Trung Quốc khá nhiều. 4 đội vào thì có 1 đội là Indo thôi, còn lại là Trung Quốc. Thì nói chung là nếu mà các anh em mà muốn chứng kiến một cái trận đấu mà nó rơi vào tầm thế giới đỉnh cao ấy, thì tôi nghĩ là anh em lên xem để biết là chúng ta đang ở đâu. Đấy, liệu rằng là Auto Chess Việt Nam nó đã vươn tầm thế giới chưa.
thì tôi nghĩ là cũng chạm đến cái mức thế giới rồi. Tuy nhiên mà để so sánh trình độ với những pro player Trung Quốc ấy, thì nó vẫn là một cái khoảng cách mà chúng ta trong một cái khoảng thời gian ngắn sắp tới vẫn chưa thể thu hẹp được đâu. Đánh với Trung Quốc vẫn lép vế rất là nhiều anh em ạ. Xem giải đấu là biết họ linh hoạt hơn rất nhiều so với chúng ta. Rồi, rồi chắc là tôi sẽ roll nhá anh em nhá. Roll mấy cái đi, cứ toàn một sao mà. Roll đi, đây rồi. Berserker lên được 2 sao thì là ok. Con này từ từ đã này, chưa muốn up. Đây rồi, quá tuyệt vời luôn. Ơ, đen nhở, không ra được con nào luôn. Glen Herat này. Rồi, từ từ đã. Từ từ đã anh em ạ, không mua con này nữa. Đây, có hai con Glacier. Cứ 50 tiền mà roll thôi. Nhưng mà hơi sai đấy, roll sớm ở level 5 này hơi sai. Rồi tôi sẽ up lên. Chúng ta sẽ phải up lên thôi. Level 6, 4 Glacier. Tôi nghĩ là ok đấy. Level 5 thì khó ăn, chứ còn level 6 thì tôi nghĩ là sẽ ăn được thôi. Level 6 thì con Berserker này cũng lên được 2 sao rồi. Đội hình này tôi nghĩ là có thể đánh được rồi, nên cũng không cần phải ưu cô đâu. Berserker lên được 2 sao là đánh được rồi. Sáu Glacier đánh ở level 7. Sáu Glacier luôn. Ok, lấy cái món này đi. Con thị vệ này tôi cũng sẽ lui lên 3 sao anh em nhá. Nhưng mà bây giờ chưa có slot cho vào đâu. Đấy, anh em yên tâm là cái này là tôi tìm ra chân lý rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải cho cái con này lên 3 sao sau, chứ không roll hyper roll ở level thấp để kiếm con này lên 3 sao đâu. Đấy, tôi đã thử rất nhiều kiểu. Đấy, hyper roll ở level thấp, sau đó tôi thử là up cấp sớm thì cái nào hiệu quả hơn thì tôi cũng đã test. Ở đây nó là 4 trận với cái đội hình này rồi nha anh em nhá. Anh em cứ yên tâm, nó là chuẩn cách đi luôn đấy. Xây dựng nó là chuẩn luôn. Đã test rất nhiều kiểu xây dựng và tôi nghĩ là cái kiểu này nó là chuẩn nhất rồi. Còn một cái kiểu nữa là anh em cũng sẽ đẩy cấp sớm, nhưng mà anh em chơi chuỗi thắng, anh em đẩy cấp sớm. Tuy nhiên anh em vẫn sẽ mua những con thị vệ vào để cho vào sau. Ok, hiện tại là tôi còn 67 máu đấy. Đây là một cái số máu mà không nhỏ đâu, có thể chơi được. Trên này có mết nhá, có mết đấy, có mết đây là phải xác định là tí nữa là cũng sẽ phải có cá vào. Có cá để kẹp vào, 9 mết đây này. Có 9 mết luôn. Ok, đội hình này thì bây giờ nó đang form ở cái giai đoạn này là chuẩn rồi, ổn rồi. Lên level 8 sẽ cho thêm cái con Velomancer vào. Tạm thời chúng ta sẽ chưa cho thị vệ vào đâu. Thị vệ cứ từ từ đã. Lên 9 thì cho được vào. Ở level 8 này kẹp thêm Warlock mạnh hơn.
Đấy, ui chơi là nhiều mét lắm anh em ạ. Nhiều mét đấy. Vẫn ăn được luôn. Mặc dù là chúng ta cũng chưa có những cái món đồ kháng phép đâu. Ok. Sau đó là tôi lên 9 luôn nhá anh em nhá. Tôi lên 9 luôn chứ tôi không có đánh ở level 8 đâu. Lên 9 sau bắt đầu là form ở level 9. Cái bộ này chuẩn là đánh ở level 9. Đấy. Level 9 chúng ta sẽ kẹp được vào con thị vệ. Và chúng ta kẹp thêm được một cái con tư tế nữa là chúng ta sẽ có cọc. Vừa có cọc lại vừa có một Shaman, kết hợp hai Shaman nữa để có hóa hack. Đấy, tức là chúng ta đánh ở 9 và mới vào game là chúng ta sẽ hơn đối thủ một con. Nếu mà cùng cấp 9 nên là cái giai đoạn đấy nó sẽ là cái giai đoạn mạnh hơn đối thủ. Chuyện này có biết này. Beat có giáp thép. Ok, beat cắt chuỗi luôn. Hay quá. Rồi. Áp dần thôi. Cứ lên 9 rồi roll. Kể cả là cái con này 1 sao ở level 9 thì tôi cũng sẽ roll ở level 9 thôi. À, một tiền. Cái con 1 tiền. Trận này Witcher đang có chuỗi. Witcher đang top 1. Khá căng á. Bộ đấy là cái bộ đang hot nhất bây giờ. Khá mạnh. Tuy nhiên là nó cũng chỉ mạnh với một vài đội hình. Và nó vẫn sợ những cái đội hình như kiểu Shaman hay là Beat ý, thì khá là sợ. Nên là ở trong cái meta này thì cái bộ đấy nó không phải là quá bá, quá imba như ngày trước đâu. Nó chỉ gọi là mạnh ở trong meta thôi. Đấy, một cái bộ meta. Nhưng mà nó không phải là một cái bộ quá imba. Meta này là cân bằng đấy anh em ạ. Rất hay. Đấy rồi. Trong cái meta này nó là phải nói là rất cân bằng sau khi update. Rồi level 9. Cho thêm con thị vệ này, chưa có con tư tế. Ok. Giáp cũng được. Đổi cái món đồ này đi. Rồi. Thằng này nó sẽ tương lai nó sẽ là 5 rồng đấy. 5 rồng 6 mét. Nếu mà lên được 11 thì nó sẽ là 9 mét. Trong cái trận này tôi nghĩ là cái người mà tiêu diệt cái bọn 5 rồng thì chắc là cũng chỉ có tôi thôi. Chứ còn những cái thằng còn lại nó bị 5 rồng counter mạnh lắm. Tí nữa tôi kẹp 4 cá và tôi đấm cái bọn 5 rồng. Đấy. Xin phép anh em là vứt cái con thị vệ ra một thời gian để chơi 6 Glacier 4 cá đã. Để đấm bọn 5 rồng đã, nếu mà bọn 5 rồng nó còn sống đến late game. Và tốt nhất là không nên để nó sống đến late game. Bởi vì nếu mà để đến late game ấy thì sẽ không có slot cho cái con thị vệ này cho vào đâu anh em ạ. Nếu mà gặp nhà bán trưởng thì cái con thị vệ này nó không có tác dụng. Greater. Toàn những cái đội hình mà bị 5 rồng nó đấm thôi anh em ạ. Nào thì Greater này, rồi Beat này, rồi Witcher. Đấy. Tốt nhất là không nên để cho cái bọn long rồng nó sống lên lết. Khó ấy. Đây rồi. Tư tế này. Tư tế này thì có thể vào. Ok. Warlock sẽ lên 10 cho vào anh em nhé. Warlock lên 10 cho vào. Beat à. Úi dồi, đứng tụm vào để hưởng cái giáp thép. Nhưng mà bị ăn đập.
Thằng này có giáp xương rồi ạ. Vãi đái. Có giáp xương nhưng không phải giáp thép, nhưng mà bị dính combo do đứng tụm. Mấy quả roll vừa rồi đen nhỉ? Không ra được thêm con nào. Ô, Khan à? Nếu mà ra Khan thì tôi nghĩ là sẽ lên 10 sớm đấy. Ra Khan lên 10 chúng ta sẽ có 4 cặp. Nếu mà ra con Khan thì khả năng là tôi sẽ lên 10 ở đâu 26 luôn. Được. Đấy, toàn những cái bộ mà bị counter bởi cái bộ mết thôi. Thằng này chơi Warlock kết hợp với cả gấu này. Gấu với Metalist này, nhưng mà sắp đi rồi. Định lên 10 thì chắc là nó vẫn lên được 10 đấy. Còn 11 máu thì có lật được không? Gấu vẫn là gấu 1, không ăn thua. Lên 10 cái bộ đánh ở level 10. Sắp đi rồi. Bây giờ cái bộ Warlock kết hợp với gấu thì nó vẫn mạnh, nhưng mà cái con gấu ấy, nó phải lên được 2 sao, ít nhất là 2 sao. Và cái bộ đấy thì bây giờ nó không có kẹp 6 Warlock mà nó chỉ chơi 4 Warlock thôi. Còn lại nó sẽ kẹp với 4 cá. Đấy, trong một vài cái trường hợp khác thì có thể nó sẽ kẹp với cả những cái bộ khác để phù hợp. Ví dụ như là bộ 6 4 đỏ chẳng hạn, 4 đỏ 4 Warlock kết hợp với cả gấu. Đó. Cũng rất là hay đấy, rất là khỏe luôn. Hoặc là có thể kết hợp với 3 mét. Kết hợp với 3 mét nữa. Lùn à? Không, lùn này thì chắc là rè nó. Đấy, anh em thấy tôi có chuỗi cộng 8 rồi kìa. Khỏe chưa? Rồi. 4 cọc luôn. Tất nhiên là tôi cũng sẽ mua cá. Để trong cái trường hợp mà gặp mết thì tôi sẽ bỏ cá vào. Ok, MOM. Có lẽ tôi sẽ rèn thêm một cái món nữa. Rèn thêm một cái món nữa. 5 món à? Vứt bớt đồ đi thôi. Ok, kiếm một cái MOM nữa đi. Đây rồi, quá tuyệt vời. Rồi, tạm thời như thế đã. Hiện tại thì cái thằng top 1 ấy nó đang là cái thằng Witcher đấy anh em ạ. Để xem tôi có thể ăn được cái thằng đấy không. Nếu mà cắt chuối được của nó, tức là sau round 26 chúng ta vẫn có thể ăn được Witcher nha anh em nhé. Thế còn về lết thì không biết. Về lết nó phụ thuộc vào đồ của con Fallen nó là đồ gì. Nếu mà nó là một cái con Fallen 3 sao và cái đồ ô thì cũng khá khó đấy. Khó nhằn phết đấy, không dễ đâu. Thì đối thủ là hơn hẳn chúng ta về đồ. Rồi, thằng Witcher đi rồi. Thằng đầu tiên. Ok, một lúc đi hai thằng luôn. Này, nó thừa cái giáp cho tôi. Vẫn còn nhà mết nhá. Nhà rồng đi rồi. À chưa. Vẫn còn hai nhà mết luôn. Vẫn còn hai nhà mết. Càng phết nhỉ. Cho gặp cái thằng Witcher sớm đi, nó lại đến round 30 nó lại thêm một đồ cam nữa thì chịu luôn ấy. Cái con Fallen Witcher mà nó lên 3 sao, sau đó thì late game nó sẽ có cái DO. Tức là cái lượng đồ của nó là nó sẽ nhân 5 lên. Từ một con nó nhân 5 con lên. Cái lượng đồ nó là rất nhiều, 6 nhân 5 là 30 đồ rồi. Đấy, nó gấp 5 lần một cái con tướng bình thường của tôi. Nên là cái con thị vệ này nó có lên 3 sao thì nó cũng chỉ là một cái con một đồ thôi. Nó sẽ không thể đấm được đâu. Ui, lại còn cái bọn Glitter ấy chứ. Càng ấy. Ôi mà nó mất chuỗi rồi kìa. Nó mất cho cái nhà 5 rồng. Ai sẽ là cái người tiêu diệt cái nhà 5 rồng đấy. Đó nha.
Ngoài cái thằng ấy ra còn cái thằng Lâm Rồng cũng là rất là đáng lo nhá. Ở đây bây giờ chúng ta đang thiếu một đồ nữa, lấy đồ cam. Từ từ đã. Trận này mà có Lancer thì cái câu chuyện về mấy cái thằng Lâm Rồng nó rất là đơn giản, nhưng mà không có Lancer nên là nguy hiểm lắm. Đây. Đấy. Mất nhiều máu luôn anh em ạ. À được không? Tất nhiên là không phải thắng được rồi, nhưng mà mất ít máu là được. Ok. Thằng nào sẽ giết được cái thằng Lâm Rồng đây? Rồi đủ đồ cam rồi anh em nhá. Tôi đổi luôn đây. Đủ đồ cam à? Bất diệt ngon nhỉ. Hay là cái bất diệt. Hồ sợ đẫm máu cũng ngon. Hai món này tương đương nhau. Lý do tại làm sao tôi lấy cái bất diệt đấy là vì tôi đang sợ cái nhà mết anh em ạ. Lấy cái bất diệt để nếu mà giả sử như mà có bị bắn trưởng ấy thì vẫn có mấy giây trong bất diệt để có thể là đấm được, giết được con nào hay con đấy đó. Đang sợ nhà mết. Khá sợ. Bây giờ máu đang tụt dần rồi anh em. Xuống còn 43 máu rồi kìa. Nếu mà những cái thằng ở trên không có cái phương án gì để tiêu diệt nhà mết thì khả năng là toang. Đây rồi, Witcher đây rồi. Đấy, ở cái giai đoạn này thì chúng ta có thể ăn vô tư. Ơ, được không? Được chứ. Được chứ, được chứ. Đấy, vẫn ăn được đấy. Thấy nhờ. À, bị beat nó đấm rồi anh em ạ. Bị beat đấm rồi, bị beat đấm rồi. Mày chết. Thằng beat nó đấm được cái thằng Lâm Rồng. Beat lại có chuối kìa. Rồi, không sao. Trận này tôi cũng sẽ, nếu mà lead game thì nó sẽ là 6 cá mà thôi. 6 cá mà thôi anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà một lần nữa gặp beat thì là cái bộ Lâm Rồng là đi ấy. Anh em ạ. Ui rồi ôi, con gấu nó có áo mưa. Toàn đồ thủ thôi. Rất mạnh luôn, thảo nào mà nó đứng tụm. Nó cũng có lý do của nó đấy. Giáp xương, giáp thép, áo mưa, toàn những cái món đồ aura. Bảo kê đồng đội thôi. Xếp cứ xếp tụm vào, hưởng cả khiên luôn. Bất diệt cho gấu các kiểu. Cái mà nó thiếu chỉ là cái quyển sách thôi. Nó đang chưa có sách. Rồi, rôn tiếp. Con thị vệ còn hai con nữa đó. Cố lên nào. Một con nữa. Một con nữa. Một con nữa. Một con thị vệ nữa thôi. Ui dồi ôi. Một con nữa đi. Ơ kìa. Chán đời nhờ. Hết tiền rồi. Rồi phải hết tiền nhưng mà vẫn chưa lên được thị vệ lên 3 sao. Hơi cay. Xích đi. Lấy cái xích. Cái xích này nó sẽ giúp tôi đánh cái nhà beat. Được. Ok. Mấy cái thằng phía trên là những cái thằng rất mạnh đấy nhá. Ngoài ra chúng ta còn thua cái thằng tích lô kia. Đấy rồi, biết đấy rồi. Mày đến đây. Tớ đã chuẩn bị để đón cậu. Ui, khỏe phết đấy. Cứng lắm anh em ạ. Ui, nó giáp thép, giáp xương. Hai loại giáp. Hai loại giáp. Ơ, phải đài. Bị nó đấm ạ. Ui, đầy nhiều luôn. 21 máu. Vãi cứt. Thôi chết rồi, rao này lại gặp lại thằng ấy à. Gặp lại thằng ấy thôi, cá vậy.
Mà bây giờ kẹp cá vào thì sợ gì đâu nhỉ. Có cần 4 cá không? Cần 4 cá không? Thậm chí là 6 cá. Mà thôi, không cần, không cần, không cần. Không cần đến mức phải 6 cá đâu anh em ạ. Này là đủ rồi, kẹp 2 cá là ăn được rồi. Cậu đến đây. Ok. Cậu đến đây. Cậu đến đây. Cậu đến đây. Berserker bất diệt sợ gì bọn này. Đấy, có 2 cá đấy mà. 2 cá là ăn được rồi. Tôi sẽ là cái thằng giết thằng này này. Thực ra là 4 cá là ăn được luôn. Nhưng mà tôi sợ là sẽ gặp cái nhà khác ấy, nên là tôi đánh cẩn thận. 2 cá là đủ ăn rồi. Rồi rau này lại 4 cọc vào. Rau này thì khả năng là sẽ gặp lại thằng Beat. Hoặc là chúng ta sẽ gặp lại cái thằng thằng Witcher. Thì lại 4 cọc vào thôi. Để counter thôi. Bao giờ đến rau mết thì chúng ta lại bỏ cá vào. Ok. Tôi nghĩ là thằng mết nó cũng sẽ chết với thằng Beat thôi anh em ạ. Rau này tôi sẽ gặp cái thằng Witcher, tôi đoán là như vậy. Đó, gặp Witcher rồi ạ. Full lần 3 sao. Ok. Full lần đã 3 sao nhưng chưa có RO thì vẫn ăn hành thôi. Thì vẫn sẽ ăn hành thôi. Ơ có RO rồi hả? Ui vãi đái. Có RO rồi, 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 có RO rồi. Ui nó có RO rồi anh em ạ. Vãi thế thì đồ của nó X5 thì nó chịu rồi, lết rồi anh em ơi. Rao sau là 30 rồi, lết rồi. Rôn mãi không ra con thị vệ đến 3, cay nhỉ. Bán luôn con Medu đi. Đen thật. Thị vệ lên 3 này. Và cái con Khan lên được 3 sao nữa là hết. Mắc binh. Hết rồi. Còn Berserker thì chả có hy vọng gì lên 3 nữa đâu. Bây giờ tôi lên con thị vệ lên 3 xong tôi dồn hết đồ cho thị vệ thôi. Nó là xong. Đó là cái món quà sinh nhật gửi tới anh em Dương Vũ. Đó. Đúng yêu cầu. Ui dùi combo đẹp luôn. Vừa hóa cóc lại vừa lọc cọc. Nhưng mà để đấm chết thằng này thì chắc là còn lâu. Còn rất lâu nữa mới có thể đấm được. Mỗi round là mất có chút xíu máu đó. 10 máu, 12 máu. À úi dồi, đây rồi anh em ơi. Hay quá. Rồi. Thế thì ổn rồi, bây giờ sẽ sắp đồ lại nhá. Sắp đồ lại. Ok. Dù sao thì cái con thị vệ này bây giờ nó cũng full đồ rồi. Nhưng mà chúng ta không có đồ cam nhiều. Trong khi đấy chúng ta sẽ gặp một con Fallen với 5 món đồ cam. 5 món đồ cam và một cái RO. Sau đó thì nó sẽ nhân cái đồ đấy lên 5 lần. Cái lượng đồ sẽ rất nhiều. Càng đánh vừa lết thì càng thua. Đấy, sau ra 35 là nó đã rất khỏe rồi. Nó đã siêu lết rồi. Lên được level 9 với Fulham Witcher 3 sao. RO rất khó chịu. Gương. Ok. Rồi, tăng khống chế cho cái con này. Ui, khăn 3, quá tuyệt vời. Thế là mắc binh rồi đấy, không thể mạnh hơn nữa rồi anh em ạ. Đấy, thế nên là nếu mà được đội hình như này thì chỉ có mạnh hơn là đồ thôi. Chứ còn về form thì là mạnh nhất rồi. Mạnh nhất của cái bộ này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta tiền thì chắc là cũng chỉ mua Berserker để lên 3 thôi. Còn đồ thì bây giờ có thừa cái nào thì chắc là cũng nhét cho Berserker. Chứ cái con thị vệ này đồ nó cũng đã full. Không còn cái gì để có thể thay đổi nữa rồi.
Nếu có thay đổi thì chắc chỉ thay đổi cái khiên thôi. Cái khiên bây giờ chuyển sang cho Berserker, sau đó thêm một cái món đồ cam nào đấy, hoặc đồ tím cũng được. Mà thằng này nó mạnh quá rồi anh em ạ. Vừa vào con Berserker của đối thủ nó quật cho một phát, nó có gương. Nó phụt một phát bên tôi hết máu luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không được, không ăn thua. Đấm mỗi con một phát gạt ra, nhưng mà gạt ra xa thì nó lại đấm ngược lại. Cay thật, hết top 3, trận này lại top 3. Beat tôi vẫn ăn được đúng không? Beat tôi vẫn ăn được bình thường mà. Các bọn beat tôi vẫn ăn được. Khả năng là nếu mà beat vẫn ăn được thì vẫn ok thôi. Lang này vẫn chưa chết được đâu. Nhưng mà cái vấn đề là cái bọn beat này nó cũng sẽ phải gặp cái nhà Witcher và nó bị đẩy nhiều cơ, thì tôi mới dẫy được. Chứ bây giờ tôi chịu rồi, gặp Witcher không có cái cách nào ăn được hết. Mà lọt một con là thua, lọt một con full lần là thua. Thua luôn đấy. Đẩy chết nó được ra này không? Nhìn thấy con thị vệ cả nó đấm cho bất tỉnh nhân sự luôn. Cáo, cáo không nhấc được tay lên luôn. Bất tỉnh nhân sự mà. À hay quá anh em ơi. Bên kia nó đẩy còn có 13 máu thôi. Vậy là round này tôi gặp lại thằng Beat là tôi đẩy chết nó được. Ok ok ok. Quá tuyệt vời anh em ạ. Vậy là round này tôi sẽ gặp Beat. Chúng ta sẽ đẩy được. Round 38, 39 là sẽ gặp cái thằng Witcher thì thôi chịu rồi. Witcher ở cái round 39 thì tôi chịu. Top 2, trở lại top 2 nhá anh em nhá. Còn kể cả có thoát được round 39 thì tôi nghĩ là sau round 40 nó lại có thêm một cái món đồ nữa thì nói chung là không thể đấm được đâu. Khó lắm. Quá muộn rồi. Quá muộn để đánh với một cái bộ siêu lết. Rồi thằng này chết rồi. Bất tỉnh nhân sự luôn mà. Con cáo đứng im luôn. Rồi ok. Ok. À ngộ không à. Con ngộ không mới là con cầm đồ. Nhưng mà cũng sẽ đứng im thôi. Ok. Rồi vậy bây giờ thì đánh cái kiểu gì đây? Khó nhỉ. Đổi bây giờ chỉ đổi được bộ đồ xanh dương thôi. Đổi thêm một đồ xanh dương nữa đi. Gương. Được. Khó nhỉ. Bây giờ có tiền nhưng mà cũng chả để làm gì. 25 tiền kia chả để làm gì luôn. Nói chung là thua thôi. Đấy. Khó nhỉ. Ơ kìa, thị vệ được luôn. Thị vệ được luôn, thị vệ được luôn, thị vệ được luôn. Ui rồi là có bất diệt anh em ạ. Cay đợt, vãi đái. Lọt một con. Thua rồi. Trời ơi, đấm nếu mà nó không có cái bất diệt là tôi thắng đấy anh em ạ. Nếu mà không có bất diệt là nó chỉ có đứng im mà chết thôi. Con thị vệ nó gì đến chết thì thôi. Nhưng mà tiếc quá nó lại có cái bất diệt. Cay thật sự luôn. Rồi, chúc mừng sinh nhật anh em Dương Vũ nhá. Hy vọng là anh em sẽ vui khi xem cái video clip này, sẽ yêu thích cái video clip này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu anh em muốn tìm một cái bộ để counter Witcher thì hãy xem clip bên trái. Và anh em cũng có thể xem clip bên phải. Cũng có thể counter Witcher được anh em nhá. Một trong cái đội hình counter Witcher rất mạnh ở thời điểm hiện tại.